Xin chào các bạn Ở phần 1 thì mình đã có hướng dẫn cách thiết kế mẫu đầm phôm rộng áp dụng cho những cái mẫu áo cũng như là mẫu đầm có phơm dáng rộng ha Còn ở phần 2 này thì mình sẽ hướng dẫn cách thiết kế cái mẫu rập đầm phôm ôm tuyệt đối có bên sườn, bên sườn hay còn gọi là bên ngực các bạn thì từ để từ cái phôm ôm này nè mình phát triển thành những cái mẫu đầm ôm khác nhau cũng như là áo dài, áo bà ba, áo kiểu phơm ôm, áo tắm, áo cúp ngực, đầm cúp ngực vân vân ha. tất cả những cái gì mà ôm thì các bạn sẽ phát triển nó từ cái rập ôm này có bên sườn hay còn gọi là bên ngực. thì sau đây mình sẽ hướng dẫn một cách cụ thể nhất ha, dễ hiểu nhất. thì lúc trước mình đã có một cái video về cái cái đầm ôm này rồi. tuy nhiên những cái rập đó là mình theo kinh nghiệm là mình thấy nó vẫn còn hơi rộng nhẹ ở cái phần vai và các bạn học viên thì rất là khó nhớ vì tại vì mình cứ da giảm ở cho nên là mình ở cái phần đầm ôm này mình đã rút kinh nghiệm thêm và mình có một cái công thức dễ nhớ hơn để giúp cho các bạn nào mà mới á, là mình nắm bắt nhanh hơn và vẫn tạo ra được cái mẫu rập đầm phôm ôm nha ôm chuẩn ôm sát cơ thể đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy để cắt rập ha ở đây mình dùng giấy a 0 màu trắng nè. Tuy nhiên bình thường mình vẫn hay dùng giấy báo nha các bạn hoặc là giấy cắt đập màu nâu, rồi bất cứ giấy gì như là giấy lịch, bất cần dán lại cũng được nữa tận dụng ha. Còn ở đây mình hướng dẫn để dễ nhìn thì mình vừa sử dụng cái giấy a 0 màu trắng nè. Vừa qua thì có nhiều bạn là hỏi mình về cái tài liệu để mà nhìn cho nó dễ hiểu các bạn. Chứ nhiều khi xem video thì các bạn vẫn không thể nào nhớ kịp. À, thì đây mình có soạn lại hai cuốn sách nha một là cái cuốn chuyên về trang phục nữ nè tất tầng tật từ căn bản đến nâng cao từ đầm có bên sườn đến cái đầm không có bên 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 sườn luôn để các bạn dễ nhìn ở đây là số đo ha mình sẽ cắt theo cái số đo này y như trong cuốn sách nha các bạn Rập hôm nay là mình dựa theo cái cuốn sách mà mình đã soạn ra nè, để cho các bạn vừa xem video vừa áp dụng với cái tài liệu này. Thì các bạn nào mới thì chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn. Và những khi mình quên bài mình có thể dở sách ra để mà mình quan sát, để mà dễ dàng mà mình nắm bắt cái kiến thức. Chứ còn nhiều khi mở video lên mà xem mà như, như mình mình nói quá nhanh hoặc là à, các bạn cũng chưa có hình dung ra được thì các bạn sẽ có cái cuốn sách này hỗ trợ thêm nha mình vừa in một số để mà bán cho những bạn nào cần thì bạn nào muốn mua thì liên hệ trên cái kênh YouTube này của mình hoặc là kết bạn qua Facebook nha để mà nhắn tin cho mình mình sẽ lưu lại thông tin và gửi sách cho các bạn giá cuốn sách này hiện tại thì mình chỉ bán một trăm rưỡi thôi là hai cuốn luôn đó, cả nam và nữ nè để giúp cho những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể mua được và học kiến thức ngành may được rồi tương lai thì mình không biết là cái giá mình có thay đổi không nhưng trước mắt thì mình in mình in cái cái cuốn sách này thì cũng tốn phí các bạn ạ à. rồi mình soạn lại mình in lại hết nè thống kê lại từng căn bản cho tới nâng cao để giúp cho những bạn mới dễ hiểu nhất Đó, cho nên là mình lấy trước mắt thì cái giá một trăm rưỡi thôi đủ tiền in và tiền xe tiền tiền công của mình thôi chứ còn chưa có tính lời trong này nhiều nha ví dụ như là sau này thì mình không biết là là khi mình in số lượng nhiều thì giá nó như thế nào nhưng trước mắt mình in cũng một số vừa đủ thôi thì các bạn nào cần thì liên hệ mình để mình gửi nha. À, khi xem sách này á là lưu ý các bạn sẽ kết hợp với những cái video mà mình đăng trên kênh đấy ví dụ như là căn bản nè rồi cách lấy số đo nè rồi cách xoay bên tạo kiểu nắm được ba cái này thôi các bạn là mình đã ra rất là nhiều kiểu rồi những cái vị trí mà ben khác nhau là tạo ra một cái kiểu khác nhau đồng thời mình kết hợp với cổ áo nè như là cổ lá sen, cổ sơ mi, cổ vét đó rồi kết hợp với tay áo nè tay áo thì cũng có tay dài, tay ngắn rồi tay phòng rồi tay cánh tiên, tay uh, loe rũ vân uh, vân rất là nhiều kiểu tay mình đều lưu lại trong cuốn sách này đó các bạn kết hợp như vậy vừa form chuẩn nè vừa cổ áo vừa tay áo vừa xoay Ben tạo kiểu là mình đã cho ra rất rất là nhiều kiểu rồi À, rồi cái phần chân váy và phần quần nữa, đó, chân váy thì mình cũng đã lưu lại một số mẫu ở đây, đó, thì cũng cũng là từ cái rập cơ bản váy thôi các bạn, mình xoay ben, mình xếp ben nè, cắt mở rập thêm để mà tạo độ xòe, à, đó thì à, mình sẽ có được nhiều kiểu váy khác nhau nha. Đó, rồi quần váy nè các bạn, cái quần mà nó giống như cái cái váy nó xòe đó, mình cũng có lưu lại trong này luôn. Đó, rồi dáng người nè có những cái cơ thể khác nhau như thế nào thì mình may mình cắt mình phải rút kinh nghiệm thì mình đều lưu lại trong cuốn sách này thì các bạn xem tham khảo và nếu như mà tốt hơn nhất có làm vừa xem sách này vừa lên cái kênh mình tìm những cái video liên quan ví dụ như là cổ đổ nè rồi đầm tấm mảnh là như thế nào thì mình lên video mình lên kênh youtube mình gõ trực tiếp nha ở kênh hướng dẫn cắt may gia hạnh rồi sau đó vô cái phần video thấy hai cái chữ video ghi ở trên gần cái 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 đầu nhìn tra, đầu trang là các bạn gõ gì đó sẽ có những cái video mà mình đã đăng cách đây 3 năm mình đăng từ cơ bản cho tới nâng cao nha đó, thì mình chỉ yêu cầu các bạn là nắm cho mình nè đầu tiên là cách đo cho nó đúng nè cách lấy số đo cho đúng rồi tiếp theo là nắm cái rập chuẩn cơ bản cho nó đúng đó rồi à, mình học thêm cái xoay ben cắt mở rập là ba cái đó là mình nắm vững rồi là mình sẽ rất là tự tin để mà đưa ra nhiều kiểu khác nhau nha À, tùy theo khả năng của mỗi bạn nha cái đó thì mình không có nói trước được. Dù như bạn nào mà à, yêu nghề nè, rồi có tính tỉ mỉ, tìm tòi học hỏi à, thì các bạn duy trì cái công việc của mình à, một năm, hai năm à, hoặc hay là hơn, rồi tùy khả năng của mỗi bạn sẽ à, nắm hoàn toàn được tất cả những kiến thức liên quan tới ngành may nha. À, rồi mình còn thiết kế 3D nữa. 3D thì mình không thể nào ghi trong cuốn sách này được các bạn. À, mình sẽ à, có những cái video thực hiện những cái mẫu 3D trên kênh đó kênh mút rồi mình sẽ gửi mình đăng hết lên trên kênh này để giúp cho các bạn nắm tất cả những cái gì mà liên quan tới ngành may nha. Rồi bây giờ mình đi vào phần nội dung chính của video ngày hôm nay đó là thiết kế mẫu rập cơ bản có ben sườn, form ôm chuẩn. Cái ni mẫu này nè là size L nhé các bạn, mình đo trực tiếp trên cơ thể người. Đó thì khi mà thiết kế các bạn À, có thể thay đổi cái thông số này Tuy nhiên công thức là giống nhau hết nha đó, Rồi kẻ đường ngang vai nè Vai chia 2 Số đo vai của mình là 34 ha Mình chia 2 là được 17cm Thì các bạn kẻ một cái đường vuông góc Với đường trục giữa thân đó, Rồi trên cái đường này các bạn lấy là Số đo ngang vai chia 2 Tức là 10, 17 nè đó, Rồi Từ cái điểm này các bạn đặt cái thước Vuông góc với cái đường ngang vai Mình vừa kẻ đó để kẻ xuống dưới đây đây chính là cái đường hạ nách ha Đó rồi tiếp theo mình xui vai nè thường là gần bằng 4 cm nha đối với người trưởng thành này các bạn gần 4 cm từ điểm này mình lấy xuống gần 4 sen Đó, tuy nhiên cái số này là nó chính bằng 1 phần 10 vai cộng với 0,3 sen Đó, ghi công thức ở đây để các bạn có thể áp dụng cho cái số đo của trẻ em luôn ha hoặc là những người to số đo to thì ở đây là mình lấy cái ni mẫu là size trung bình là size L Cho nên là mình sẽ lấy tầm gần xua vai gần 4cm Tiếp theo vào cổ nè Từ giữa thân mình vào đây là số đo vòng cổ chia 6 36 mà chia cho 6 là được 6cm Rồi từ điểm này nè Mình đặt cái thứ vuông gốc Hạ cổ xuống đây là Cổ chia 6 cộng 0.5 Tức là bằng 6.6 nha 36 chia 6 cộng 0.5 đó rồi bắt đầu mình kẻ vuông góc vào trục giữa thân lại như vậy mình được cái ô vuông ha rồi từ điểm này mình nối ra đây đây chính là cái đường xuôi vai các bạn cũng là cái đường vai của cái rập áo của mình đấy rồi hạ nách tay thì mình hạ từ cái điểm xuôi vai này xuống nè số đo hạ nách tay sẽ bằng số đo vòng nách chia 2 trừ cho hai nha đó, trừ hai để cho cái vòng nách mình nó không bị quá rộng các bạn Đấy rồi à, nách là 38 chia 2 nè đùi lên 2cm rồi đặt cái thước ở điểm này mình kẻ vuông góc với trục giữa thân đây chính là cái đường hạ nách tay ha cũng là cái đường ngang ngực của mình nè ở video này mình sẽ hướng dẫn thiệt là chậm ha để các bạn dễ hiểu nè trên đường ngang ngực mình lấy số đo vòng ngực chia cho 4 cộng cử động tùy ý nha tùy vải nha các bạn dù như vải không có dạng thì mình cộng 0,5 còn vải co giãn nhẹ rồi thì mình cộng không thôi đó, lưu ý như vậy không hoặc là không phải năm tùy theo cái độ co giãn của vải thôi chứ còn chính xác ôm sát là bằng, bằng ngực chia 4 không cộng cứ động ngực 90 chia 4 là bằng 22,5 rồi từ điểm này nè xuống đây các bạn chia 2 rồi lấy vào đây 2 cm để vẽ cái đường nghiêng nách tay rồi từ điểm này mình nối ra cái điểm ra ngực của mình nè rồi tiếp tục chia hai cái đoạn xéo này nối vào góc nách rồi tiếp tục chia hai cái đường thẳng này là mình được cái điểm cong của vòng nách nha mình đánh vòng nách cong đi qua cái điểm đó rồi ngay cái đoạn này các bạn nhớ đánh cong vào khoảng 0,2 cho đến 0,5cm nha thường mình đánh vào 0,2 thôi rồi đánh cong qua cái điểm cong của vòng nách nè cong xuống đây đó, như vậy mình được cái vòng nách tay cơ bản Đó, Rồi tiếp theo hạ ngực Đó, Từ ngang vai các bạn lấy xuống hạ ngực Hạ ngực bằng số đo hạ ngực là 24 Trừ 2cm chùm vai Tí thân sau mình sẽ bù cho cái khoảng 2cm này Cho nên các bạn lùi cái thước lên 2cm nè Đó, Lùi cái thước lên 2cm Xem như mình đã trừ 2cm này rồi Đó, Thì bây giờ các bạn tính từ trên này xuống ha Là đúng bằng 24 đánh dấu lại nè Nó tương tự như vậy hạ ngực hạ eo giống nhau hạ eo bằng số đo hạ eo là 36 trừ 2 thì mình đã lùi 2 cm trên này rồi cho nên các bạn lấy số này đúng bằng 36 nè đấy. Đấy, rồi từ cái điểm này nè các bạn lấy thêm xuống đây cho mình 3 cm nha 3 cm này chính là cái độ rộng của bên sườn bên sườn hay còn gọi là bên ngực đấy các bạn đấy, rồi kẻ vuông góc mình được cái đường ngang eo nè rồi tiếp tục nè, ngang mông là khoảng cách từ eo xuống cái vòng to nhất của mông Trung bình là à, 22 nha Ví dụ như bạn nào nhỏ thì mình lấy xuống 20 thôi Bạn nào cao dài, dài thân thì mình lấy xuống 24 Trung bình thì các bạn cứ lấy 22 Rồi ngang lai thì tí nữa mình sẽ di chuyển cái máy quay xuống Mình quay phía dưới lai nha, còn trước mắt nè Mình sẽ xử lý trên cái đường ngang eo nè Thì trên đường ngang eo này nè Các bạn lấy số đo vòng eo 68 ha 68 mình chia cho 4 vòng eo chia 4 cộng 3 cm rồi cộng cử động tùy theo vải nha đó, ở đây mình cộng 0 đó, còn các bạn ví dụ như vải không coi giãn thì nên cộng cử động là 0,5 đó, rồi eo của mình 68 chia 4 là bằng 17 cm nè. Rồi cộng 3 cm ra đây. Đấy không cộng cử động. Đó, rồi, trên đường ngang mông cũng tương tự ha, lấy số đo vòng mông là 92 chia 4 nó cộng cử động không sen không cộng ấy ở đây mình ghi không tức là không có cộng cử động nha còn bạn nào vải mà cứng không co giãn thì nên cộng cử động tùy ý Đấy rồi nối những cái điểm này lại nối bằng đường thẳng nha để mình đánh công lại cho các bạn dễ hiểu hơn Đúng rồi ngay cái đoạn giữa này các bạn nè mình coi ra 0,5 cm đánh công xuống cái từ eo xuống mông nè đánh cong ra cái phía bên ngoài như vậy đừng có cong nhiều quá nha các bạn mặc lên là nó phùng cái 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 chỗ sườn cái hông mình liền chừng không phải năm là được rồi cái đoạn này là các bạn lấy lên đây cho mình 7 cm nè đánh dấu lại cái điểm đó để mình vẽ bên 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 ngực ấy các bạn bên gọi là bên sườn ấy rồi gian ngực nè là khoảng cách hai đỉnh ngực cái này các bạn đo trên cơ thể nha ở đây mình không có ghi tại vì nó dài dòng nó nó che hết màn hình nè gian ngực 18 cm chia 2 là 9 9 trừ 0,5 cm rồi mình đặt cái thước nè từ cái đỉnh ngực nè mình kéo song song với đường trục giữa thân nó cắt cái đường ngang ngực và ngang mông luôn Đấy. Từ, từ cái điểm đỉnh ngực nè này này, các bạn nối xuống cái điểm hồi nãy mình lấy lên 7 cm chỗ sườn đó. đó. rồi từ đây các bạn lấy ra đây là cái độ rộng là 3 cm cho bên sườn đó, rồi nối lại rồi chia đôi ra nè rồi đặt cái thước vuông góc với cái đường giữa này nó sẽ cắt hai cái đường hai bên nè tạo góc vuông ở đây nha rồi như vậy mình được cái bên sườn rồi đó nối cái này lên lại cái cái điểm ra ngực như vậy chúng ta thấy lại cái độ rộng bên sườn là 3cm đó, thì lúc nãy mình hạ eo ấy bằng số đo nè mình cộng thêm cái phần 3 sen cho cái bên sườn này nè để khi may chích nó lại là nó đủ may ráp vào thân sau nha còn cái bên eo 3 cm các bạn lấy mỗi bên nè 1,5 sen để may chích bên eo may chích cái bên eo này lại là cái số đo nó đúng bằng số đo vòng eo chia 4 là được ha nhớ nè từ mông mình cơ lên đây 5 sen đây là điểm kết thúc bên Lưu ý nè khi may chích ben trên vải á, các bạn nhớ là mình may chích cách cái đỉnh ngực ra 3cm chứ không có may lên tới đỉnh ngực nha các bạn Để Bắt đầu mình may là từ đoạn này nè kết thúc ở điểm này ở Còn đối với cái bên eo thì các bạn lưu ý thêm nè từ đỉnh ngực này mình lấy xuống đây hạ chân ngực Hạ chân ngực chính bằng số đo vòng ngực chia 10 nha Ngực bạn này 90 thì chia 10 được 9cm nè để cho để mình may chích ôm hơn ở phần chân ngực đấy mình cơ nhẹ ra nè mỗi bên một chút xíu nè khoảng 0,3 đến 0,5 rồi mình đánh vô đây nhớ nè cách đỉnh ngực 3 cm bắt đầu mình đánh cong nè cong mạnh vào chân ngực rồi bắt đầu vuốt em xuống cái đường ngang eo rồi lại vuốt em xuống cái điểm kết thúc ben đó khi may chích trên phải là các bạn may cong như vậy nha chứ không có may thẳng góc rồi gấp góc, góc ngay chỗ đường rã eo cũng như là đường À, chân ngực đồ mình đều phải là những cái đường cong mượt hết á. đó chỉ khi xoay bên mình mới để đường thẳng mình xoay thôi còn khi may chích trực tiếp thì mình nên may cong như vậy đường may nó sẽ mượt hơn ha nó ôm cơ thể hơn đó, thì mình lưu ý như vậy đó, rồi lưu ý khi mà mình xoay bên tạo kiểu á, thì các bạn có thể là xoay lên tới đỉnh ngực hoặc cách đỉnh ngực 3cm chứ không có vượt 3cm này nha đó là mất cái phô máu. Nó chỉ cách đỉnh ngực 3cm hoặc là tới đỉnh ngực thôi. Đấy là được. Rồi để cái áo nó ôm hơn các bạn cho mình cái ben nách 0,5cm trung bình. Tí nữa là mình sẽ xếp cái ben này lại nè. Xoay nó vào bên sườn luôn. Dùng nó vào bên sườn. Trong một số trường hợp mình sẽ tăng cái ben này một cm luôn các bạn. Để cho cái nách nó ôm. Trường hợp đó là gì? Cái quả ngực bạn đó to hơn so với phòng nách. Nhất là ngực độn ấy hoặc là cái vòng ngực của cái người mà mập quá các bạn cái phần ngực của họ nở nhiều và cái vòng nách nó, nó vẫn gầy á, thì các bạn cũng chích bên nách nhiều hơn nha rồi tiếp theo mình vẽ vòng cổ nè nối hai điểm này chia đôi cạnh xéo này nối vào cái góc này và chia đôi cạnh này vẽ công Đấy, thì chính cái đường cong này là cái đường chân cổ của mình nha các bạn sau này mình thiết kế tùy theo mẫu mà mình sẽ cơi rộng hơn nếu như vậy mình đã xong cái phần thân trên của rập cơ bản nè. Đó, trường hợp các bạn muốn rã đường cấp thì các bạn rã như sau. Mình nối hai cái điểm này bằng một đường cong ha. Nó cong mềm là được nha các bạn. Đi qua đỉnh ngực nè. Ở ngay cái đầu này nè các bạn lơi nhẹ 0,5 nè để cho nó ôm tuy nhiên mình có cái xếp nách rồi thì chỗ này mình không cơi nữa nha đó, còn trường hợp mà không có cái bên nách thì các bạn phải cơ chỗ này 0,5 nè. Đó, cơ như vậy nè. Đó, xóa cái bên này đi thì mình sẽ cơ 0,5 ở đây, lơi vào đây. Đồng thời nè, ngay cái đầu nách nè, mình cơ ra 0,5 nè. Để cho khi may vào là nó đủ nha. Để đánh công lại cái vòng nách chỗ này. Đó, trường hợp mình có bên nách rồi thì mình cứ vẽ như vậy thôi. Rồi mình xếp bên nách là nó ôm rồi. Đó, rồi tiếp theo mình di chuyển máy quay xuống phía dưới mông nè. Đây là đường ngang mông lấy xuống ha rồi dài đầm các bạn tính như sau ha đó, từ ngang vai nè từ đường ngang vai nè các bạn đặt cái thước dây nha từ ngang vai lấy xuống dài đầm của mình là 90 tùy ý như các bạn muốn mặc dài thì dài thêm ở đây mình lấy trung bình 90 là trên đầu gối nè đó, thì các bạn lấy nè rồi trừ bớt đi 2 cm độ chùm vai nè đó, trừ 2 cm chồm vai tí nữa thằng sau mình sẽ bù cho cái đoạn 2 cm chùm vai đó rồi lấy lên 2 cm đồng thời nè mình cộng thêm 3 cm xuống cho cái điểm cho cái 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 bên sườn này các bạn nó nha lấy hai rồi lùi xuống ba ngược xuống 3 cm này đây chính là cái điểm mà mình sẽ vẽ cái đường ngang lai à, mình nói lại ha dài đầm từ ngang vai lấy xuống bằng số đo dài đầm 90 trừ 2 cm chùm vai và cộng 3 cm bên sườn đó, rồi đo lại ngang mông bao nhiêu thì mình lấy xuống đây là ngang mông bấy nhiêu để may cho mẫu đầm suông còn muốn body ôm vào thì các bạn lùi vào đây 3 cm hoặc 2 cm nha ôm ít thì mình lùi vào 2 cm còn muốn may đầm a ra thì các bạn cũng cơi từ cái điểm suông này ra 3 cm để tùy ý nha Đó, ở đây nè mình lùi vào 2 cm thôi tại vì cái đầm mình 90 nó cũng ngắn Đó, mình đánh ôm nhiều quá thì nó sẽ bo ôm khó đi các bạn đây mình sẽ lùi vào 2 cm cho cái độ bò thôi. Còn trường hợp mình may đầm mà dài 100 đi hoặc là hơn 100 thì các bạn lùi vào 3 cm ha để có được cái phong dáng ôm. Rồi đồng thời nè, từ chỗ điểm ngang lai mình lấy lên 0,5 đánh cong lại. Đánh cong lại cái chỗ này. Rồi như vậy mình đã xong vẽ ngang lai. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái rập này ra để đặt cái rập này lên cái miếng giấy mới để cắt cho rập thân sau nha đó, lưu ý khi mà mình cắt rập thân sau thì mình chưa có xử lý ben hay là xếp ben nhé hết nha các bạn mình cứ lấy cái rập của thân trước mình vừa cắt nè mình đặt lên nè mình vẽ lại ngang lai ngang mông ngang eo và sườn đó, cái phần đó là nó giống thân trước hoàn toàn nha độ dài cũng như độ rộng là giống nhau hết nè nó sang dấu lại hết nó giống nhau lên tới eo nhé các bạn nó chỉ khác cái phần phía trên ngực và và trên vai nách thôi đấy giống nhau Đó rồi đánh dấu lại nè các bạn lưu ý nè cái sườn cái cái bên sườn của mình 3 cm thì các bạn sẽ lùi từ đây nè xuống đây 3 cm nha Đấy rồi chỗ này mình cũng đánh xuống 3 cm nè Đó, tại vì thân sau mình không có cái bên ngực các bạn ạ lưng mình nó phẳng mà đâu có cái ngực đâu, cho nên mình phải bỏ cái bên bên ngực đi. Đó, lúc này nè, mình sang dấu lại ha, sang dấu lại cái đường ngang ngực tăng sau nè, nằm ở đây, nó thấp hơn ngang ngực thân trước 3 cm đó, rồi ngang eo nè, ngang mông nè, vẽ lại hết ha. từ ngang eo xuống dưới lai là giống nhau với các bạn, mình nhắc lại, chỉ khác trên ngang ngực rồi vai nách thôi cũng khác ít thôi à, đặt rập lại nè, mình tại nhìn nè Ngang ngực thân trước nè, chỗ này Thì lùi vào 0,5cm cho thân sau Để cho cái đầm nó ôm hơn Bạn nào không thích ôm thì mình không cần lùi vào đâu nha Nó sang dấu xuống đây đó, Rồi các bạn lưu ý là mình kéo cái rập thân trước nè Xuống 3cm cho nó trùng với đường ngang ngực thân sau Đấy, nó trùng nha rồi ghi lại nè đùi vào 0,5 cm cho nó ôm đó rồi sau đó mình mới thiết kế phần trên vai rồi từ ngang vai thân trước là các bạn chồm lên đây cho thân sau đó, là 3,5 cm nếu đúng ra là 4 cm các bạn để cho nó bù cho thân trước 2 cm thân sau 2 cm nữa là 4 tuy nhiên mình chồm 3,5 cho nó ôm nha nằm ôm mà nó ôm riết lại đó, rồi các bạn đặt cái thước vuông góc với cái đường vai con nè lấy lên đây 3,5 đặt cây thước song song với vai con thân trước rồi kẻ một đường về đây rồi vai con thân trước bao nhiêu thì các bạn đo lại rồi mình lấy cho vai con thân sau để khi may ráp thân trước và thân sau lại là nó bằng nhau ha đặt cái thước vuông góc với vai con thân sau hoặc là nó song song với đường hạ cổ thân trước cũng được nha ở đây nè các bạn đặt cho nó song song với đường hạ cổ thân trước đi cũng là một nhiều cách nhưng mà đưa ra cái đường cong cổ nó 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 giống nhau hết các bạn Đấy rồi các bạn vẽ cong cái vòng cổ thân sau ở khi vẽ cong thì các bạn lưu ý nè mình đặt cái thước nó vuông góc với vai con của thân sau là được nha nó cong mềm vô đây Đó. bạn nào mới thì mình có thể đánh như vậy chia đôi cái cạnh đáy này Đó. mình nối vào rồi chia đôi cạnh này nối vào đây đó, rồi chia ba cái cái đoạn này, chia ba đoạn này để mình mình đánh cong. thì có nhiều cách đánh cong ha, tuy nhiên mà miễn sao mà nó ra cái đường cong mềm như vậy là được. và khi nó tiếp xúc với cái trục giữa thân là nó phải vuông góc nha. rồi tiếp tục nè, để vẽ cong vòng nách thân sau thì các bạn lưu ý mình cơi ra khỏi vòng nách thân trước 05 phẩy cm, nó mình đánh cong qua cái điểm đó. bạn nào mới mình chưa biết đánh công thì các bạn có thể làm như sau Đó, nối với cái điểm mà cơ ra không 5 này rồi bắt đầu chia đôi cái cạnh này Đó, mình à, nối với cái điểm ra ngực thân sau rồi chia đôi cạnh này nối vào góc nách rồi tiếp tục à, chia đôi cái đoạn này để mình mình đánh đánh công Đó, thì bạn nào mới chưa có quen tay đánh công thì các bạn làm theo cái công thức này để dễ đánh công hơn nha còn bạn nào quen rồi miễn sao mình đánh cái vòng nách nó nằm êm là được tiếp tục đánh cong dán lưng nè ở chỗ cái điểm ngang eo là các bạn lấy luôn vào đây cho mình một đến 1,5 cm tùy theo cơ thể là chỗ này 0,2 chỗ này 0,5 để vẽ cong thì các bạn nè chia cái đoạn này nè ra làm 3 phần nha chia làm 3 phần rồi từ điểm này nè các bạn đánh cong vào điểm này rồi tiếp tục từ điểm này là các bạn đánh cong lơ vào cái chỗ mình lùi vào 0,2 và tiếp tục đánh thẳng xuống dưới eo Đó rồi ở đoạn này các bạn cơi lên khỏi đường ngang mông là 5 cm nha. rồi mình đánh cong lơi từ eo ra cái điểm đó. Đối với những cơ thể mà có cái phần lưng nó cong nhiều hơn, eo nó nhỏ hơn thì các bạn lùi vào đây 1,5 cho mình ha. Rồi đánh cong tương tự. rồi, để kẻ bên eo nè. Các bạn đặt cái thước nè. Chia đôi cái đường ngang eo này ha. rồi, đánh dấu lại. Đặt cái thước ngay điểm đó song song với đường trục giữa của thân này nha Rồi kẻ một cái đường nè từ ngang mông lên ngang ngực Đó. rồi độ rộng bên lúc này là 2 cm lý do là mình đã cong lưng cái đường cong lưng mình lùi vào một sen nữa các bạn cho nên cái bên mình nó chỉ còn hai cm thôi cách ngang mông 5 cm để kết thúc ben. Thì thật sự vị trí cái bên eo của thân sau nó có thể xê dịch nha các bạn. Qua lại miễn sau là nó trùng với số dọc của vải là được. Bạn nào muốn rã cấp công thì mình cũng sẽ rã cấp công lên cái phần nách nha. Rồi nhớ là đo lại nè. Dùng thước dây đo lại vòng nách thân sau. 24 ha. 24. Cộng với số đo vòng nách thân trước nè. Mình dùng cái thước dây mình ướm cho nó đúng. Đó rồi, 22 Chữ nhớ trừ cái bên eo này, cái bên nách này đi nha các bạn Đó là còn 21 nè 21 rưỡi trừ 0,5 còn 21 Hồi nãy cái thân sau của mình là nách là 20, 24 Đấy rồi, mình cộng hai số đo này lại nha Nhớ là trừ cái bên nách 0,5 đi nha Cộng lại là mình bằng 45 ha cái thông số này tí nữa mình sẽ dùng để cắt cho tay áo cơ bản nè. Vẽ tay áo mình sẽ dùng tổng cái số đo vòng nách này chia 2 nè. Mình được trung bình là 22,5. 22,5 này tính là cái đường xéo nách tí nữa mình cắt tay áo nha. Đó rồi Tiếp theo nè, mình vẽ cái tay áo cơ bản. Các bạn kể cho mình cái đường trục vuông góc với trục giữa thân. Ở từ đây các bạn lấy xuống số đo dài tay. Ở dài tay là tùy ý nha. Ở đây mình lấy tay cơ bản là 18cm nè. Đó rồi, đặt cái thước nè, vuông góc với trục giữa của thân. Mình có cái đường ngang lai. Đó rồi hạ nách tay. Đó từ đầu vai này các bạn hạ xuống đây cho mình là theo công thức là số đo vòng ngực chia cho 10. Ngực của mình 90 chia 10 là được 9 ha, rồi cộng với 4 là mình được 13 cm. Rồi, đặt cái thước vuông góc với trục giữa của thân. Kẻ vào đây mình được cái đường hạ nách tay. Rồi xem nách này các bạn. Lúc nãy mình đo được chi 45 mà chia 2 là được 22,5 trên rập đó. Thì các bạn thả vào đây miệng sau cho nó đủ 22,5, đồng thời có thể trừ 0,5 nha. Tại vì cái cạnh này lúc này nó nằm trên vải xéo, vải xéo thì nó giãn nhẹ các bạn cho nên mình giảm 0,5 để khi may vào cái thân áo là nó không bị quá dư. Rồi từ điểm này nè, mình đánh nháp xuống đây vuông góc nè. Rồi lùi vào đây 1,5 cm. Rồi đánh cong, đánh cong nhẹ nè. Đấy, để rồi cơi lên chỗ này là 0,5 cm nè. Đó, 0,5 để mình đánh công lại vô đoạn giữa nè. Như vậy mình có được cái cửa tay rồi ha. Cửa tay mình đây, tay cơ bản. Rồi để đánh công cái vòng nách nè, các bạn chia ba cái cạnh xéo này bằng nhau. Chia ba ra rồi ngay vị trí này các bạn là đánh công vào 0,5 cm. Rồi ngay vị trí này các bạn đánh cơi ra 1,5 cm. lưu ý nè tới cái điểm này là cách 2 cm là bắt đầu mình đánh vuông góc nè để tạo cái góc vuông ở chỗ này nha tránh trường hợp cái đầu tay áo của mình nó nhọn. rồi thêm một cái điều lưu ý nữa nè khi cắt đập xong nè các bạn đánh dấu lại thân trước thân sau nha chỗ này là phải gấp đôi giữa thân trước thân sau ha Đó thì đối với cái thân trước đây nè các bạn gọt bỏ bớt 0,5 cm nha gọt lơi các bạn lơi nhẹ bỏ bớt cho thân trước 0,5 cm nó theo cái cách của mình đến không đây các bạn nhìn cho kỹ nha. tại vì thân trước của mình ấy là à, trên cơ thể người là các bạn thấy là cái phần thân sau nó gù còn cái thân trước của mình nó hõm á các bạn, nó không có mình gọt bỏ bớt như vậy thì cái lên áo nó sẽ đẹp nha. chứ không là nó sẽ bị dư thân trước. và cắt bỏ cái phần đó đi. thân sau mình không gọt nha, chỉ gọt thân trước thôi. Đây, cái mẫu tay này chỉ áp dụng đối với những mẫu áo, mẫu đầm mà có cái tay cơ bản đó là mình mới gọt bỏ cái này đi thôi còn khi phát triển rập ấy khi mà cắt một cái tay cơ bản để phát triển rập lên thành những cái mẫu tay kiểu này nọ thì các bạn không cần gọt bỏ bớt cái năm này nha đó, video về rập cơ bản có bên sườn đến đây là hết ha bạn nào mà mua sách đó, mình lưu ý là khi mà xem sách mà các bạn không hiểu thì có thể lên kênh youtube để tham khảo thêm đó, trường hợp những bạn nào mà không rành về youtube tìm video không ra thì các bạn À, xuống cái đường link ở phía dưới phòng bình luận này nè kết bạn Facebook với mình gửi tin nhắn à, mình sẽ hỗ trợ gửi những cái đường link video phù hợp nhất à, mà các bạn đang cần ấy à, cho các bạn à, nếu như mà mình trả lời chậm thì các bạn cũng thông cảm nha Tại vì kênh ngày mình cũng bận kênh à, đêm thì mình có thể xem tin nhắn và mình gửi đường link lại cho các bạn à, mong các bạn thông cảm à, Cảm ơn các bạn nha à, Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau